diễn viên Anh Thư lên tiếng bên vực vợ cũ Hoàng Anh. Thông tin diễn viên Hoàng Anh và vợ của anh chia tay trong thời gian gần đây đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cuộc chia tay drama này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, nữ diễn viên Anh Thư, một người đồng nghiệp từng đóng chung phim với Hoàng Anh, đã có những chia sẻ về cuộc ly hôn đầy drama này. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô đứng về phía Quỳnh Như, vợ Hoàng Anh. Nữ diễn viên đã có những chia sẻ rất đồng cảm nhưng cũng rất thẳng thắn. Cô viết, đàn ông hay không là thể hiện ở những khúc này nè em ơi. Cách giải quyết khủng hoảng phải thông minh và nghĩa tình, chứ có đâu cơ sự thế này. Dù là lên tiếng bên vực Quỳnh Như, nhưng những chia sẻ của Anh Thư không hề gay gắt. Dường như cô chỉ có những đồng cảm và muốn chia sẻ để cả Hoàng Anh và Quỳnh Như có cách chia tay nhẹ nhàng văn minh hơn. Anh Thư chia sẻ, xưa chị cũng vất vả lắm mới có thể ly hôn trong hòa bình, phải chấp nhận thiệt thòi và phải biết hy sinh. Vì thực sự lúc đáy lòng chị nghĩ rằng họ đến mức chị trong cuộc đời đã có sự tổn thất lớn lao nhất rồi. Cho nên chị không đấu tranh, không tranh chấp bất cứ một thứ gì, kể cả con cái. Chị thương cho sự mất mát của họ. Chị ra đi tay trắng, không chia chác, cũng không giành con, chỉ mong đòi lấy sự hòa thuận. Như thế mà sau cùng con trai lại về bên chị, và tụi chị vẫn đối với nhau bình thường cho đến tận bây giờ, không thù hận hay oán ghét nhau. Giờ kể ra nghe nhẹ nhàng, thế chứ thật sự nội tình lúc đấy kinh khủng và kịch tính không thua gì câu chuyện của em ở hiện tại. Ai cũng có thể bị khủng hoảng, nhưng quan trọng là cách cư xử và giải quyết vụ việc có tình có nghĩa. Đàn ông nhường một chút, em ái một chút cho con nó, không khó xử về sau. Xưa hai chị em mình đóng phim chung, em lúc đấy trong mắt chị là một chàng diễn viên đẹp trai, đáng mến. Chúc em vượt qua khủng hoảng và giải quyết em ái mọi chuyện một cách trọn vẹn và vui vẻ nhất. Anh Thư đã từng có một mối tình đẹp với chồng là Thanh Long. Kết hôn sau 4 năm yêu nhau, sau 3 năm kết hôn, năm 2007, anh Thư sanh con trai đầu lòng và gia đình ngày càng hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của anh Thư và Thanh Long cũng có nhiều trục trặc, cuối cùng họ quyết định ly thân trong bình yên và bí mật. Được biết, anh Thư và Thanh Long đã ly thân trong vòng 5 năm và quyết định ly hôn vào năm 2016. Hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp dành cho đối phương và vẫn bàn bạc trong việc chăm sóc con trai.